Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, quê ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, được nuôi dưỡng giáo dục và tiếp thu truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương. Ông đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước. Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng, ông luôn tỏ rõ phẩm chất kiên cường, bản lĩnh, là một cán bộ lãnh đạo gương mẫu, gần gũi với đồng chí, đồng bào. Ông luôn được nhân dân và bạn bè quốc tế tin yêu và kính trọng. Riêng với Vĩnh Long, ông luôn dành cho quê hương những tình cảm đậm sâu gắn bó. Cuộc đời ông cũng chính là bài học sâu sắc về khí phách anh hùng, sự kiên trung mẫu mực và là tấm gương sáng chói cho thế hệ mai sau. Chúng ta có quyền khẳng định và tự hào rằng vùng đất Vĩnh Long nó là một vùng đất địa linh sinh nhân kiệt, có rất nhiều bậc kỳ tài đóng góp nhiều cho quốc gia, dân tộc. Và một trong những người con đó ở thời hiện đại, đấy là bác Hai Phạm Hùng. Năm 16 tuổi, đồng chí Phạm Hùng bắt đầu tham gia cách mạng. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ông là một trong những đảng viên đầu tiên ở Nam Kỳ. 19 tuổi, ông được Đảng tin cậy giao trọng trách bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho. Năm 1931, đồng chí Phạm Hùng bị địch bắt, lần lượt giam tại Mỹ Tho và Khám Lớn Sài Gòn. Ông bị tòa án thực dân kết án tử hình đến 2 lần. Phong trào đấu tranh trong nước và thế giới đã buộc chính quyền thực dân phải giảm án xuống chung thân. Ông bị đài ra Côn Đảo gần 12 năm. Kêu hai án tử, bác rất là thản nhiên và bác động viên đối với những người bạn tù, mà trong số đó có rất nhiều người đi theo cách mạng. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí Phạm Hùng được bầu vào xứ ủy Nam Bộ. Từ đây cho đến năm 1950, ông gắn bó với quốc gia tự vệ cuộc, rồi đến Sở Công an Nam Bộ, từng bước xây dựng lực lượng công an, làm nhiệm vụ bảo vệ cách mạng, loại trừ phần tử mật thám tình báo của địch. Tháng 1 năm 1950, trong hội nghị công an toàn quốc lần thứ 5 tại Việt Bắc, đồng chí Phạm Hùng là người trình bày dự thảo đề án Công an Nhân dân Việt Nam. Đây là nền móng xây dựng lý luận Công an Nhân dân sau này. Chính ông cũng phát động phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Năm 1951, 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân được in thành cuốn sổ tay làm tài liệu học tập thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ Công an Nam Bộ. Năm 1980, đồng chí Phạm Hùng kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo của Trung ương về đấu tranh chống ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng. Như vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông đã dành 1/3 thời gian cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Có thể nói, sự trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân in đậm dấu ấn đồng chí Phạm Hùng. Thì bản thân sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của ông cha, luôn ra sức học tập, nâng cao về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để góp phần công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp. Đã hơn 15 năm kể từ ngày về hưu, nhưng thỉnh thoảng, đồng chí Mai Hồng Thắng, nguyên chỉ huy phó cảnh sát tỉnh Cửu Long, vẫn thường ghé thăm người thủ trưởng của mình. Đó là đồng chí Nguyễn Ký Ức, nguyên bí thư tỉnh ủy Cửu Long. Như mọi lần gặp gỡ, suốt buổi trò chuyện, hai ông đều say sưa nhắc lại kỷ niệm. Trong đó có cả những cảm xúc về bác Hai Phạm Hùng. Khi hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh vừa mới hợp nhất thành Cửu Long, những lần đồng chí Phạm Hùng về thăm quê hương, ông đã góp ý trao đổi với lãnh đạo địa phương nhiều vấn đề khác nhau. Ông đóng góp với tỉnh ủy và ủy ban về phát triển kinh tế, cũng như xây dựng đảng, dân dân. Đồng chí có ý kiến
Cửu Long đó chẳng những vì Cửu Long mà Cửu Long đó còn vì cả nước và cùng với cả nước. Cửu Long đó coi sản xuất nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, lương thực là số một, để góp phần cân đối lương thực cùng với cả nước. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Cửu Long nói chung là rất đồng thuận với cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng. Trong những gợi mở của đồng chí Phạm Hùng có việc nâng cao đời sống của đồng bào Khmer. Ông góp ý cần đào kinh dẫn nước ngọt để tăng hai vụ lúa, trồng qua màu, phục vụ sinh hoạt. Từ đó nâng cao đời sống đồng bào, giải quyết phần nào sự khó khăn cực nhọc lâu nay do thiếu nước. Thành quả rõ ràng nhất của sự lãnh chỉ đạo ấy chính là sự ra đời của hai con kinh 3 tháng 2 và Thống Nhất. Kinh 3 tháng 2 bắt đầu từ xã Tập Ngã, huyện Tiểu Cần, đến xã Đông Châu, huyện Trà Cú, có chiều dài gần 15 km, bề ngang 15 m. Còn kinh Thống Nhất cũng xuất phát từ xã Tập Ngã, kéo dài hơn 10 km đến xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang. Thì thời điểm làm kinh thì tôi là học sinh phổ thông, học lớp 9. Thì ra làm đó thì người rất là đông, làm toàn là thủ công không. Có nghĩa là từ cả cái tỉnh Cửu Long cũ, Măng Thích, Tam Bình rồi người ta dẫn xuống đây người ta làm. Nước ngọt đã theo hai dòng kinh này về phục vụ cho khoảng 20.000 hectare đất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của trên 200.000 người dân. Cho đến hôm nay, từ hai dòng kinh lớn, rất nhiều kinh sườn và kinh nội đồng đã xuất hiện, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Kinh Thống Nhất đến nay đó, tầm một năm là ba vụ mà ăn chắc. Vì vậy là đời sống người dân rất là khấm khá. Cho nên chính vì chỗ đó mà thấy rằng cái kinh này nó phát huy cái hiệu quả rất tốt. Cho nên người dân là kinh như Khmer, người ta tin tưởng vào cái chủ trương của đảng. Cho nên người ta là cùng với nhau để xây dựng là quê hương, xây dựng đất nước và xây dựng cái xã nông thôn mới ngày càng giàu đẹp hơn. Trong một lần về thăm tỉnh Cửu Long, đồng chí Phạm Hùng đã trực tiếp về Trà Cú, Cầu Ngang để thăm hỏi động viên đồng bào các dân tộc tại địa phương. Với tâm trạng vui vẻ, ông nhấn mạnh đây không phải đơn thuần là một con kinh mà nó còn mang ý nghĩa lịch sử. Đây là dòng nước ân tình. Lần đó tôi có đi thăm ở Trà Cú, đi trên kinh đào 3 tháng 2. Thì ông mừng dữ lắm. Ông đi tới đi lui giữa trời nắng vậy đó mà ông mừng. Coi dòng nước từ ở trên Trà Ôn chạy xuống qua thầy Phó theo kinh Trà Hoa. Tôi có ấn tượng nhất là ông này sâu sát và gắn bó với đời sống của nhân dân. Cũng từng có dịp tiếp xúc làm việc với đồng chí Phạm Hùng, nên đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, vẫn nhớ rất nhiều kỷ niệm về ông. Ông Phạm Hùng đặt vấn đề khi mà xây dựng cái thành phố Vĩnh Long tươi đẹp thì chú ý cái đặc điểm sông nước, thành phố giang sông. Thành phố giang sông phải là cho nó đẹp, khác với thành phố núi, khác với thành phố giang biển. Còn chúng ta giang sông là quý chỗ đó. Không chỉ dừng ở đó, đồng chí Phạm Hùng còn lắng nghe những câu chuyện mang hơi thở cuộc sống, chứa đựng tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ lãnh đạo, của người dân. Hay chú ý cái thế hệ trẻ, ổng hay thăm cái trường cấp 3, hồi ổng học từ hồi nhỏ, rồi thăm trường mầm non Bình Kim Phụng, trường mầm non ở phường 9, rồi ghé thăm cái trường Đảng, thăm cái trường Công Nông của Vĩnh Long. Quan tâm thứ nhất là quan tâm trường lớp xây ngoái quá, rồi tiêu chuẩn quá, rồi tránh cho cái trường mà xa trẻ em quá, đi cả mấy cây số, không nên. Tìm hiểu về Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng,
giữa những câu chuyện về chiến công, đóng góp của ông đối với đất nước, luôn thấp thoáng tình yêu, nỗi nhớ thương mà ông dành cho quê hương, gia đình và người dân Vĩnh Long. Thường thường nó bắt hai về đó, thì thường thường bác ưa về với nhà với cậu mẹ. Có khi bác làm việc tới 9-10 giờ bác về cũng có đó. Bác hai, tôi tánh rất mộc mạc, nói chuyện thì nói chậm rãi, từ ngữ nó thể nói rằng cái người trình độ cao thì cũng hiểu được, cái người dân thường thì cũng hiểu được. Đặc biệt thì bác rất giản dị. Về Vĩnh Long đó, thường thường đó, thì bác mặc cái áo 4 túi mà tay ngắn, ở ngoài một cái áo khoác vậy là đủ rồi. Giữa cuộc sống đời thường, ông mực thước và giản dị. Với đồng chí đồng đội, ông thủy chung son sắt, sống chết có nhau. Với đảng và nhà nước, ông giữ lòng liêm khiết, thanh sạch. Bác luôn luôn nhắc nhở cán bộ của mình là phải tận tâm tận tụy, còn sống, còn chiến đấu, còn làm việc. Và cái điều đặc biệt là gì? Là bác là không được tham lam cái gì của dân. Cho nên đấy là một cái nhân cách, chúng ta thấy là rất đáng nể phục. Và chính từ cái điều đó thì khi tôi được về công tác ở trường chính trị Phạm Hùng, động viên nhắc nhở cán bộ, giảng viên rồi những người học viên ở đó, chúng ta phải sống như cái tinh thần của bác. Và cũng để điều đó cũng là một cái điều mà chúng ta tự hào vì cái ngôi trường của chúng ta là được mang tên bác. Cùng với trường chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long còn có nhiều công trình vinh dự được mang tên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, như con đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố Vĩnh Long, trường tiểu học Phạm Hùng ở phường 9, hay trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Phạm Hùng ở huyện Long Hồ. Đấy sẽ là những nơi ươm mầm cho thế hệ mai sau, đúng như điều mà ông Hằng mong mỏi. Lịch sử Việt Nam mãi lưu danh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Những phẩm chất quý báu của vùng đất con người Vĩnh Long đã hình thành dưỡng nuôi một nhân cách lớn. Và đạo đức sáng ngời của ông cũng có phần bồi đắp, tô điểm thêm truyền thống tốt đẹp cho mảnh đất bên dòng cổ chiên chan chứa ân tình.